coi. Hai thằng bay hồi nãy sợ lắm mấy cho Banh đợi hãy vô ơi. Nó đứt chết kìa. Cái gặp Banh. Lấy cái biên nữa nè. Quen vô chồng quen.
cái em xúc. Ban tổ chức thông báo đảm bảo tính công bằng trong quá trình thi đấu của hai đội, đề nghị tất cả các em nào không phải là thi đấu thành phần đội bóng ta di chuyển ra ngoài sân. Đề nghị cầu thủ chúng ta rời khỏi sân, nếu muốn đội mình bị xử thua thì cứ ngồi trên sân. Nhắc lại lần nữa, các cổ động viên không phải là dẫn đội thi đấu, chúng ta rời khỏi sân. Ủa đá biên lúc trên đó gì ở biên dưới đây mà biên trên đó sau vô trong chút Dung ơi, đá mạnh lên Quyên, mạnh lên. Yeah.
không mà. Không hả? Hay anh ơi. Nữa kìa. Nhìn chế banh á. Đón hướng chế banh á. Tôi lướt kìa. Đây. Nữa hoài luôn đó. Tay. Tay. Tay rồi. Trời chơi. Tại vô tình đâu, tao tay mình chơi ghê. Đi đi trời. Thank you.
Có tiền không có tiền.
Đội mười tư giờ nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Bàn cái dài luôn. Chơi gì nữa? Oh, my God.
anh dẫn xe muốn chết. Yeah.
12 mở tỷ số trận đấu 1-0. Okay.
không như mày vô. Hồi đó khác, giờ khác. Mấy tao đang ngồi đây ăn bánh tráng nữa, nó rồi trời. Thank you.
Rồi áo xanh lên lấy bóng vô bóng.
Thank you.
Sao có đá mì. Quý nhân hào rồi, cả hai cây giò. Đề nghị khán giả ra khỏi cái khu vực khu thành ra Điện Biên nè. Rồi anh kia anh không có nhiệm vụ nữa, được ra khỏi sân, chỉ có cầu thủ ở trong sân thôi. Ai ăn rồi?